công ty của Sơn Tùng MTP đề nghị hủy phán quyết đền hơn 6 tỷ cho đối tác của trọng tài. Hiện trường thảm khốc tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tạm giữ người đàn ông ép xe đập kính ô tô ở Bình Dương. Bị phạt 5 triệu vì báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Triệt phá đường dây sản xuất mua bán chất ma túy làm tổn thương não. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là MC Nam Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giải quyết vụ việc công ty cổ phần MTP Talent đề nghị hủy phán quyết trọng tài. MTP Talent do ông Nguyễn Thanh Tùng, được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng MTP, làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, công ty MTP Talent yêu cầu Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 164/23 Hồ Chí Minh của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIIC) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nguyên đơn là công ty TID Global Việt Nam, bị đơn là công ty MTP Talent. Trước đó, phán quyết trọng tài chấp nhận 80% yêu cầu của nguyên đơn. Theo đó, công ty MTP Talent phải trả lại cho công ty TID 80% giá trị các dịch vụ chưa hoàn thành, tương ứng gần 5 tỷ đồng, kèm theo đó là 8% tiền thuế VAT. 80% phí trọng tài, bị đơn còn phải chịu phạt 8% giá trị phần dịch vụ mà đáng lẽ bị đơn phải trả đúng hạn. Tổng số tiền công ty MTP Talent phải trả cho công ty TID là gần 6 tỷ đồng. Cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản pháp luật, nên công ty MTP Talent đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài. Theo nội dung vụ việc, ngày 31 tháng 3 năm 2022, công ty TID ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh và 5 phụ lục với công ty MTP Talent. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 25 tỷ đồng, thời hạn thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày 1 tháng 4 2022. Theo đó, ca sĩ Sơn Tùng MTP tham gia sản xuất tạo ra các nội dung kỹ thuật số và sử dụng nội dung này trên nền tảng vũ trụ ảo Raka. Công ty TID sẽ tạo ra vùng đất của nghệ sĩ Sơn Tùng MTP trên nền tảng Raka, bao gồm nhân vật ảo, hình đại diện ảo và các vật phẩm ảo. Sau khi ký kết hợp đồng, công ty TID đã thanh toán 100% phí dịch vụ. Thời gian đầu, các bên tiến hành triển khai các công việc theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó các công việc bị gián đoạn trong nhiều tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Nguyên nhân phía công ty TID cho rằng do tháng 5 2022, Sơn Tùng MTP bị xử phạt hành chính vì MV There's No One At All và coi đó là một scandal ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh nên không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngược lại, công ty MTP Talent nêu lý do thực tế là do tình hình kinh doanh của công ty TID, nền tảng Raka không tốt mới là lý do kinh tế thực sự đằng sau. Ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Agribank chi nhánh Cần Thơ. 6 bị cáo gồm Lê Thanh Hải, cựu giám đốc, Trần Huy Liệu, cựu trưởng phòng tín dụng, Bùi Tuấn Anh, cán bộ tín dụng cùng thuộc Agribank Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt. Trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Đạt đề nghị tòa hoãn xử do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân đề nghị tòa hoãn xử một tháng để tiếp cận hồ sơ do vị luật sư này mới tham gia vụ án. Tất cả những người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự được tòa triệu tập đều vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Luật sư đề nghị tòa phải có biện pháp yêu cầu những người này có mặt vì việc định giá tài sản này liên quan trực tiếp đến nội dung vụ án. Phát biểu ý kiến, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng do các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới 20 năm nên bắt buộc phải có luật sư, vì vậy đề nghị tòa hoãn xử. Sau khi vào hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có mối quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 và muốn vay tiền. Từ hướng dẫn của Liệu, Nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông thủy sản Tây Nam và lập hồ sơ vay vốn. Cáo trạng quy kết, công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện, nhưng bị cáo Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo quyết định số 63/2010. Bị cáo Nhân cùng các cán bộ Agribank Cần Thơ là Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của công ty Tây Nam, giúp sức cho Nhân là hai bị cáo Thi, Đạt. Những hành vi trên đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam tổng số tiền hơn 291 tỷ đồng.
Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra khoảng 7 giờ sáng nay ngày 12 tháng 8 tại km 128-655 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Y Cang, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Thời điểm trên, ba ô tô, một ô tô bán tải và hai xe tải đang đi theo hướng Hà Nội - Lào Cai thì xảy ra va chạm. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vụ tai nạn liên hoàn làm tài xế xe tải tử vong và một nạn nhân bị thương. Tại hiện trường, ba ô tô bị hư hỏng, biến dạng, nằm chắn toàn bộ làn đường cao tốc, khiến giao thông tê liệt cả hai hướng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cao tốc chỉ có hai làn xe cho hai chiều. Lúc này trời mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Nhận tin báo, lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị vận hành đường cao tốc có mặt để xử lý hiện trường và phân luồng từ xa. Xe cộ được hướng dẫn thoát ra khỏi cao tốc tại nút giao IC12 và IC14. Theo khảo sát của Bộ Công an, tại 11 tuyến cao tốc trên cả nước, cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong 7 đoạn tuyến chờ bảo đảm đúng tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng, gây nguy cơ mất an toàn. Bộ Công an chỉ rõ tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bất cập từ đoạn km 123 đến km 262-300 Yên Bái - Lào Cai khi chỉ có 2 làn đường cho xe chạy và không có giải phân cách giữa. Hiện lưu lượng trên tuyến này đã đạt 33.000 lượt trên một ngày. Đây là đường cao tốc có số vụ tai nạn và thiệt hại lớn nhất trong 7 tuyến chưa đạt chuẩn được nêu trong khảo sát. Ngày 12 tháng 8, một nguồn tin cho hay Công an huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy tại xã Cư Prao làm một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 11 tháng 8, một nhóm học sinh thiếu niên tụ tập chơi tại bờ đập thủy điện Karong Hát Năng, khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. ILK, tên viết tắt, 16 tuổi, là học sinh, ngụ tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên bờ đập theo hướng từ Đắk Lắk đi Phú Yên. Khi đến thôn Đắk Phú, xã Cư Prao, xe máy của ILK tông trực diện vào xe máy do HVIT, tên viết tắt, 18 tuổi, ngụ tại xã E3, huyện Sông Hinh, điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh làm hai thanh thiếu niên té xuống đất, bị thương. ILK tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn HVIT hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh. Cũng theo nguồn tin trên, người thân của ILK đưa nạn nhân về khâm liệm, đồng thời thu dọn các xe máy ở hiện trường, không báo cáo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, Công an huyện Madarak đã kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội, khi xảy ra tai nạn, có hàng chục học sinh, thanh thiếu niên tụ tập trên bờ đập thủy điện Krông Hát Năng. Nhiều người chứng kiến hai thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ rất cao, tông trực diện nhau, cú tông mạnh khiến một xe máy phát lửa. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt tạm giữ Trần Tấn Phong, 46 tuổi, tại thành phố Thủ Dầu Một về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Phong đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có dấu hiệu phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, làm nhục người khác. Và đối với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo lời khai, khoảng gần 13 giờ cùng ngày, Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A-90178 xe màu trắng lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Lúc này, anh Phan Tuấn S, tên viết tắt 27 tuổi, điều khiển xe 61A-723 xe màu xanh lưu thông cùng chiều. Cho rằng anh S cản trở Phong qua đường nên Phong tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S. Khi chạy được một đoạn thì chiếc xe ô tô màu trắng ép được chiếc xe ô tô màu xanh vào lề đường. Sau đó, Phong trên xe ô tô màu trắng bước xuống liên tục chửi bới, rồi lấy một cây gậy bên đường đập bể kính cửa ghế tài xế của chiếc xe ô tô màu xanh. Lúc này, Phong rất hung hãn liên tục chửi bới, yêu cầu anh S lái chiếc xe ô tô màu xanh xuống xe. Phong liên tục la lên: "Nãy mày chửi gì? Mày bước xuống xe nhanh." Anh S quá hoảng sợ liên tục xin lỗi và nói đang chở người nhà đi bệnh viện. Tuy nhiên, Phong vẫn ép nam thanh niên xuống xe. Quá hoảng sợ, anh S xuống xe rồi phải quỳ xuống chắp tay xin lỗi Phong. Ngày 12 tháng 8, Công an huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi báo chốt giao thông trên mạng xã hội. Cụ thể, qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6 tháng 8, Công an huyện Đạ Tẻ phát hiện có một tài khoản Facebook đăng công khai trên nhóm Giao vặt Đạ Tẻ thông tin về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tiến hành xác minh, Công an huyện Đạ Tẻ xác định người tạo lập, quản trị tài khoản và đăng tải bài viết trên là NV, tên viết tắt, 45 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ. Tại cơ quan công an, ông NV thừa nhận hành vi vi phạm khi thu thập chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Ông V cho biết,
Mục đích đăng tải bài viết trên nhằm thông báo cho bạn bè, người theo dõi trên Facebook biết vị trí chốt tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an để tránh sự kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng. Công an huyện Đạ Tẻ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với NV 5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Giao thông tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đã chấp thuận phương án phân luồng giao thông để khắc phục tình trạng xói lở hạ lưu cổng km 228 568 và sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đèo Prenn. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, công ty cổ phần xây dựng đèo Cả đã lắp dựng rào chắn, phân luồng giao thông để triển khai khắc phục các hư hỏng cục bộ tại vị trí km 228 568 thuộc dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn. Thời gian thực hiện việc khắc phục dự kiến trong 21 ngày. Cụ thể, nhà đầu tư đã huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục, đào bóc nền đường bị rạn nứt, đắp hoàn trả bằng vật liệu dạng hạt, sửa chữa miền thu nước cho tường chắn toa lưu âm, đảm bảo thoát nước nền đường, đồng thời thảm nhựa hoàn trả kết cấu áo đường theo thiết kế được phê duyệt tại hạ lưu cống C19 km 228 568. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đèo Prenn xuất hiện một số vết rạn nứt cục bộ tại km 228 506, km 228 530, bề rộng vết nứt 0,5 đến 1cm, cống C19 thoát nước ngang đường Lý Trình km 228 568, bị mưa làm hư hỏng sân cống hạ lưu, gây xói lở móng cống, đầu cống. Nguyên nhân được nhận định là do mưa liên tục với lượng lớn nên tại vị trí cục bộ, nước đã ngấm sâu xuống đất dưới nền đường. Điều này có thể đã gây ra trạng thái bị bão hòa nước, đồng thời đất dưới nền đường có hàm lượng sét cao dẫn đến giảm khả năng liên kết và chịu lực, gây ra hiện tượng hư hỏng cục bộ. Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy loại CBD liên tỉnh quy mô lớn. Theo đó, vào ngày 8 tháng 3, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bắt quả tang 3 người gồm Phạm Thu Trang, 20 tuổi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thúy Kiều cùng 16 tuổi trú trên địa bàn, đang đi bán trái phép ma túy loại CBD tại cổng công viên Ô Mễ thuộc xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ. Xác định những người trên có thể liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy núp bóng quy mô lớn. Ngày 16 tháng 3, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh nhằm bắt giữ đối tượng cầm đầu, triệt xóa tận gốc đường dây này. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc tiến hành điều tra, kết quả bắt giữ 13 người trong đường dây ở các tỉnh, thành phố Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Trong đó, hai người cầm đầu đường dây là Trần Hoàng Thái, 21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Gia Bảo, 19 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng. Theo Công an, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để sản xuất, mua bán ma túy. Qua giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 4 tỷ đồng. Theo cơ quan Công an, CBD là loại ma túy mới, núp bóng thuốc lá điện tử, rất hấp dẫn đối với thanh thiếu niên, dễ sử dụng nhưng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn thương não, loạn thần, suy tim. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.